Tiểu sử hai đại tướng quyền lực nhất đứng đầu duy trì ổn định nền quốc phòng và an ninh Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, người đốt lò bên cạnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Đại tướng Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957. Ông là một nhà lãnh đạo Đảng, nhà nước, là một tướng lĩnh Công an nhân dân Việt Nam, là một nhà chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, là Ủy viên Ban Cán sự Đảng Chính phủ, Ủy viên Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống dịch COVID-19, là Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam và là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, 2021-2026, thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh. Kể từ tháng 4 năm 2016, Đại tướng Tô Lâm đã được Bộ Chính trị bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, là tham gia phụ tá hỗ trợ trưởng ban Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong Đảng Cộng sản Việt Nam. Đại tướng Tô Lâm là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông có học hàm giáo sư khoa học an ninh, học vị tiến sĩ luật học, trình độ lý luận chính trị cao cấp, quân hàm Đại tướng Công an Nhân dân Việt Nam, là Ủy viên Bộ Chính trị khóa 12, 13, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, 12, nguyên là trưởng ban chỉ đạo Tây Nguyên của trưởng ban Đảng Cộng sản Việt Nam, nguyên là Ủy ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an, nguyên là Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1. Đại tướng Tô Lâm sinh ngày 10 tháng 7 năm 1957, quê quán tại xã Làng Xuân Cầu, xã Nghĩa Trụ, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Ông là con trai cả của anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Đại tá Tô Quyền, nguyên là Giám đốc Công an tỉnh Hải Hưng, nguyên là Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông và Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam, Cơ sở Giáo dục và Trường Giáo dưỡng. Ông Tô Lâm hiện nay đang cư trú tại phố Ngọc Khánh, phường Giàng Võ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội. Ông Tô Lâm được sinh ra và lớn lên trong một gia đình hoạt động cách mạng và được giảng dạy học tập về lịch sử, tình hình đất nước từ thuở nhỏ. Bố của ông là anh hùng Đại tá Tô Quyền, từng tham gia cách mạng vào năm hoạt động phục vụ Trung ương Cục những năm 1966-1975 cho đến khi đất nước thống nhất, đã lấy tên của ông làm biệt danh của mình, hay còn gọi là anh Tư Tô Lâm, chú Tư Tô Lâm. Đại tướng Tô Lâm lớn lên ở miền Bắc, theo học phổ thông và tốt nghiệp phổ thông hệ 10/10. Với hình tượng của bố, ông Tô Lâm đã theo học lĩnh vực an ninh. Tháng 10 năm 1974, ông là học viên khóa 6 của trường Công an Trung ương, sau đổi tên thành Đại học An ninh Nhân dân, nay là Học viện An ninh Nhân dân. Sau đó, ông theo học và nghiên cứu lĩnh vực pháp luật, nhận bằng tiến sĩ luật học. Ngày 22 tháng 10 năm 2015, ông được phong hàm giáo sư ngành khoa học an ninh. Ông Tô Lâm được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 22 tháng 8 năm 1981 và trở thành đảng viên chính thức vào ngày 22 tháng 8 năm 1982. Trong quá trình hoạt động đảng và nhà nước, ông theo học các khóa tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và nhận bằng cao cấp lý luận chính trị. Sau khi tốt nghiệp đại học về lĩnh vực an ninh, ông Tô Lâm đã bắt đầu sự nghiệp Công an Nhân dân Việt Nam của mình. Tháng 10 năm 1979, ông được phân công vị trí công tác ở Cục Bảo vệ Chính trị 1 thuộc Bộ Nội vụ. Trong lịch sử của Công an Nhân dân, giai đoạn từ năm 1975 đến năm 1998, Bộ Công an và một phần lớn cơ cấu Bộ Nội vụ đã được hợp nhất thành bộ mới lấy tên là Bộ Nội vụ và chịu trách nhiệm và vai trò hoàn toàn lực lượng từ ngành công an, bao gồm an ninh, cảnh sát và phòng cháy chữa cháy. Trong khoảng thời gian 10 năm từ năm 1979 đến năm 1988, ông Tô Lâm công tác ở đơn vị Cục Bảo vệ Chính trị 1 thuộc Tổng cục An ninh. Tháng 12 năm 1988, ông được bổ nhiệm làm Phó trưởng phòng của Cục, rồi trở thành trưởng phòng thuộc Tổng cục An ninh, Bộ Nội vụ
giai đoạn năm 1993. Thời kỳ năm 1993 đến năm 2006, ông Tô Lâm giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 1, rồi Cục trưởng Cục Bảo vệ Chính trị 3 thuộc Tổng cục An ninh. Tại Cục Bảo vệ Chính trị 1, ông có nhiệm vụ chủ động phòng ngừa, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thực hiện nhiệm vụ nắm tình hình, phát hiện, ngăn chặn tội phạm xâm nhập, bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn trật tự xã hội, tập trung chống gián điệp. Tại Cục Bảo vệ Chính trị 3, tiền thân là Phòng Trinh sát thuộc Bộ Bảo vệ Chính trị Bộ Công an, công tác tập trung vào việc điều tra khám phá, đàn áp các tổ chức, cá nhân bất đồng chính kiến ngoài nước. Năm 2006, ông Tô Lâm được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh Bộ Công an. Đầu tháng 4 năm 2007, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết phong quân hàm Thiếu tướng Công an Nhân dân. Năm 2009, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bổ nhiệm ông Tô Lâm giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh 1 thuộc Bộ Công an. Tháng 7 năm 2010, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Chiết phong quân hàm Trung tướng, cùng đợt phong Thiếu tướng và Trung tướng với ông Phạm Minh Chính. Sau đó, tháng 12 năm 2010, ông Tô Lâm được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an, và ông chính thức kết thúc sự nghiệp hơn 30 năm công tác ở Tổng cục An ninh. Tháng 1 năm 2011, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Tô Lâm được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 11. Ngày 16 tháng 9 năm 2014, ông được Chủ tịch nước Trương Tấn Sang thăng cấp hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Bộ Chính trị cũng bổ nhiệm ông giữ vị trí Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương. Ngày 9 tháng 4 năm 2016, tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa 13 phê chuẩn, Chủ tịch nước Trần Đại Quang bổ nhiệm ông Tô Lâm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an. Ngày 13 tháng 4 năm 2016, Bộ Chính trị đã quyết định phân công ông Tô Lâm giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương. Ngày 28 tháng 7 năm 2016, tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 14, đã phê chuẩn Chủ tịch nước Trần Đại Quang bổ nhiệm ông Tô Lâm giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an của Chính phủ Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Trong nhiệm kỳ mới này, ông trở thành lãnh đạo toàn diện và cao nhất của Công an Nhân dân Việt Nam. Ngày 27 tháng 4 năm 2016, Đại tướng Tô Lâm được Bộ Chính trị bổ nhiệm kiêm giữ chức vụ Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia phụ tá hỗ trợ trưởng ban Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác phòng chống tham nhũng. Ngày 30 tháng 7 năm 2016, ông được Bộ Chính trị phân công giữ chức vụ Trưởng Ban chỉ đạo Tây Nguyên của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 29 tháng 1 năm 2019, ông Tô Lâm được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăng cấp hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng. Đến ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại phiên bầu cử Trung ương, ông được bầu làm Ủy viên chính thức Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 31, tại phiên họp đầu tiên của Trung ương Đảng khóa 13, ông được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 28 tháng 7 năm 2021, tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 15, đã phê chuẩn Chủ tịch nước bổ nhiệm ông Tô Lâm tiếp tục giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an của Chính phủ Việt Nam khóa 15, nhiệm kỳ 2021-2026 trong Chính phủ của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Trải qua thời gian hai nhiệm kỳ giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an, là Phó trưởng Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng của Đảng Cộng sản Việt Nam, tham gia phụ tá hỗ trợ cho trưởng ban là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công tác phòng chống tham nhũng, Đại tướng Tô Lâm đã đưa ra ánh sáng hàng loạt vụ án lớn như vụ án Trịnh Xuân Thanh và Đinh La Thăng xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, vụ án Nguyễn Bắc Son hay vụ án Nguyễn Đức Chung tại Hà Nội, vụ án chuyến bay giải cứu, đại án Việt Á kéo theo hàng loạt quan chức từ cấp cao trung ương đến địa phương phải lãnh án tù như Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long hay Phạm Đình Trạc. Những quan chức trong Bộ Chính trị lần lượt phải chịu trách nhiệm
như nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, nguyên Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Vụ án làm lũng loạn nền kinh tế và ngân hàng của bà Trương Mỹ Lan xảy ra tại tập đoàn Thịnh Phát. Các vụ án kinh tế lớn như vụ án Hậu Pháo liên quan đến tập đoàn Phúc Sơn, vụ án liên quan đến Thuận An Group và hàng loạt vụ án khiến dân tình phải ngỡ ngàng. Tuy nhiên, ông Tô Lâm cũng vướng đến một số lùm xùm như vào đầu tháng 11 năm 2021. Một đoạn video được đăng tải trên tài khoản TikTok của một đầu bếp nổi tiếng. Trong video cho thấy, ông Tô Lâm đang ăn uống tại một nhà hàng đắt đỏ tại London. Trong video cho thấy, đây là một chuyến công du tại Hội nghị Thượng đỉnh về biến đổi khí hậu của Liên Hiệp Quốc năm 2021. Trong clip cho thấy, ông được đầu bếp Goki tận tay đút một miếng thịt bò có rát vàng vào miệng. Ông Tô Lâm đã được Đảng và Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Quân công hạng nhất, Huân chương Quân công hạng ba, hai Huân chương Chiến công hạng nhất nhì ba, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất nhì ba và nhiều danh hiệu cao quý khác. Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang sinh ngày 14 tháng 10 năm 1960. Ông là một tướng lĩnh, là một chính trị gia người Việt Nam. Ông hiện nay đang đeo quân hàm đại tướng. Ông hiện nay là Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Đại tướng Phan Văn Giang sinh ngày 14 tháng 10 năm 1960, quê quán ở xã Hồng Quang, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định. Từ năm 1980 đến năm 1983, Đại tướng Phan Văn Giang học tại trường Sĩ quan Chỉ huy Kỹ thuật Tăng Thiết Giáp. Ngoài Chỉ huy Kỹ thuật Tăng Thiết Giáp, ông còn được đào tạo bài bản về hậu cần và lục quân. Ông cũng được đào tạo để trở thành sĩ quan chỉ huy cấp chiến dịch và chiến lược tại Học viện Quốc phòng. Ông đã lấy bằng tiến sĩ khoa học quân sự tại Học viện Quốc phòng. Ông nói thành thạo tiếng Anh. Đại tướng Phan Văn Giang bắt đầu cuộc đời binh nghiệp vào tháng 8 năm 1978. Khi nhập ngũ, ông là chiến sĩ thông tin thuộc tiểu đoàn 4, trung đoàn 677, sư đoàn 346. Tháng 2 năm 1979, khi cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc nổ ra, ông chiến đấu ở cao điểm 893 Bản Táp, thuộc xã Cao Trương, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng. Ngày 20 tháng 11 năm 1979, ông được cấp trên cho đi ôn văn hóa để thi vào trường sĩ quan Tăng Thiết Giáp. Tháng 8 năm 1980, ông được gọi vào trường Cao đẳng Tăng Thiết Giáp để học. Nhưng chưa kịp học thì ông lại được gọi vào trường sĩ quan Tăng Thiết Giáp. Ngày 4 tháng 12 năm 1982, ông được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Tháng 9 năm 1983, Đại tướng Phan Văn Giang tốt nghiệp trường sĩ quan Tăng Thiết Giáp. Ông được phong quân hàm Trung úy lúc này. Sau đó ông được điều động về công tác tại Sư đoàn 312, Quân đoàn 1, giữ chức vụ Trung đội trưởng Đại đội 3, Tiểu đoàn 1037. Ngày 4 tháng 6 năm 1984, ông trở thành đảng viên chính thức của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ngày 10 tháng 10 năm 1984, ông trở thành Đại đội phó kỹ thuật Đại đội 1, Tiểu đoàn 1037. Tháng 6 năm 1985, ông được thăng quân hàm từ Trung úy lên Thượng úy. Tháng 5 năm 1986, ông Phan Văn Giang được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Chi bộ, Đại đội trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 1037. Tháng 6 năm 1988, ông được thăng quân hàm từ Thượng úy lên Đại úy. Năm 1989, ông Phan Văn Giang được bổ nhiệm giữ chức vụ Đảng ủy viên Tiểu đoàn, Phó Tiểu đoàn trưởng kiêm Tham mưu trưởng Tiểu đoàn 1037. Tháng 7 năm 1992, ông được thăng quân hàm từ Đại úy lên Thiếu tá. Năm 1993, ông được bổ nhiệm làm trợ lý phòng tham mưu Sư đoàn 312 thuộc Quân đoàn 1. Tháng 4 năm 1996, ông Phan Văn Giang được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Tham mưu trưởng Trung đoàn 141, Sư đoàn 312
thuộc quân đoàn 1. Tháng 8 năm 1997, ông được thăng quân hàm từ thiếu tá lên trung tá. Tháng 9 năm 1997, ông trở thành đảng ủy viên trung đoàn, phó trung đoàn trưởng, tham mưu trưởng trung đoàn 209, sư đoàn 312 thuộc quân đoàn 1. Tháng 12 năm 1999, ông được bổ nhiệm làm phó bí thư đảng ủy trung đoàn trưởng trung đoàn 209, sư đoàn 312 thuộc quân đoàn 1. Tháng 8 năm 2001, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ phó tham mưu trưởng sư đoàn 312 thuộc quân đoàn 1. Năm 2001, ông được thăng quân hàm từ trung tá lên thượng tá. Năm 2003, ông trở thành đảng ủy viên sư đoàn, phó sư đoàn trưởng kiêm tham mưu trưởng sư đoàn 312, quân đoàn 1. Tháng 11 năm 2003, ông Phan Văn Giang đã được bổ nhiệm giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy sư đoàn trưởng 312, quân đoàn 1. Tháng 9 năm 2005, ông được thăng quân hàm từ thượng tá lên đại tá. Tháng 8 năm 2008, ông Phan Văn Giang đã được bổ nhiệm làm ủy viên quân đoàn, phó tư lệnh quân sự quân đoàn 1. Năm 2010, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ phó bí thư đảng ủy quân đoàn, tư lệnh quân đoàn 1. Từ năm 2010, ông được thăng quân hàm từ đại tá lên thiếu tướng. Năm 2011, ông được bổ nhiệm làm bí thư đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu, cơ quan Bộ Quốc phòng, phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam. Tháng 9 năm 2013, ông được thăng quân hàm từ thiếu tướng lên trung tướng. Tháng 3 năm 2014, ông được bổ nhiệm giữ chức vụ tư lệnh quân khu 1, đồng thời là ủy viên quân ủy trung ương. Ngày 26 tháng 1 năm 2016, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, ông đã được bầu làm ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 12. Ngày 12 tháng 4 năm 2016, tại quyết định số 605 QĐ-TTg, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã bổ nhiệm ông Phan Văn Giang giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ngày 17 tháng 5 năm 2016, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký quyết định số 955 QĐ-CTN bổ nhiệm Phan Văn Giang giữ chức vụ Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam. Ông cũng đồng thời là Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ngày 1 tháng 9 năm 2017, ông được thăng quân hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông Phan Văn Giang đã được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa 13. Ngày 31 tháng 1 năm 2021, tại hội nghị lần thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13, ông được bầu vào Bộ Chính trị. Ngày 8 tháng 4 năm 2021, tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội Việt Nam khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Phan Văn Giang đã được bầu làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. Ngày 12 tháng 7 năm 2021, ông được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc ký quyết định thăng quân hàm từ Thượng tướng lên Đại tướng. Trải qua quá trình công tác trong quân đội, Đại tướng Phan Văn Giang đã nhận được nhiều danh hiệu cao quý như Huân chương Quân công hạng nhất, hai Huân chương Quân công hạng ba, Huân chương Chiến công hạng nhì, Huân chương Chiến công hạng nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất, hai Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, Huân chương Quân kỳ quyết thắng, Huân chương Chiến sĩ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba, huy hiệu 40 năm tuổi Đảng.